4 thói quen buổi tối, sống thọ 100 tuổi. 1. Ăn rau trước thịt. Bữa tối thì nên ăn ít hơn, hãy nhớ ăn theo thứ tự, rau trước rồi mới đến thịt. Điều này cũng giúp bạn no nhanh và không tiêu thụ quá nhiều thịt, hạn chế gia tăng lượng calo nạp vào cơ thể. 2. Súc miệng bằng nước muối ấm. Sau khi ăn xong mà đánh răng ngay thì lại dễ làm hỏng men răng. Cách tốt hơn là súc miệng bằng nước muối ấm sau mỗi bữa ăn. Thói quen này sẽ giúp làm sạch vi khuẩn trong miệng, giảm bớt các bệnh về răng miệng. 3. Đi bộ 100 bước sau bữa ăn. Thay vì ngồi lì một chỗ hay nằm ườn sau khi ăn, bạn nên đi bộ khoảng 100 bước vào buổi tối. Bạn có thể đi bộ chậm khoảng 2 đến 3 km trong khoảng 30 đến 40 phút cũng rất hiệu quả. Việc tập luyện sẽ giúp thúc đẩy tiêu hóa và tăng cường sức khỏe cho cơ thể. 4. Uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ. Thay vì những món ăn nhanh hấp dẫn, bạn chỉ nên uống một cốc nước ấm trước khi đi ngủ, giúp giải tỏa cơn đói, làm ấm bụng và khiến não bộ dễ chìm sâu vào giấc ngủ hơn.